Bác sĩ ơi, em xem quảng cáo, em thấy người ta nói nhánh mí xong là mắt đẹp. Nhưng mà em nhánh mí xong thì mắt em vẫn sụp, xấu. Không phải chỉ một mình em đâu mà rất là nhiều người gặp vấn đề này. Đây là do mình chọn sai giải pháp thôi. Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, thế nên ai cũng muốn sở hữu một đôi mắt đẹp. Tỷ lệ người đi thực hiện thủ thuật làm đẹp cho đôi mắt chiếm số lượng cao hơn rất nhiều so với các thủ thuật khác trên thế giới. Bởi vì ai rồi cũng sẽ già và ai rồi cũng sẽ bị dư da mí mắt. Bạn xem rất là nhiều quảng cáo về việc sau thẩm mỹ sẽ sở hữu đôi mắt bồ câu long lanh như mơ và cũng nghĩ rằng mình sẽ được như vậy. Nhưng thực tế phũ phàng hơn nhiều vì có rất là nhiều người đi cắt mắt nhưng không được đôi mắt đẹp như mong đợi. Điều gì gây nên vấn đề này? Sau đây bác sĩ Thảo sẽ hướng dẫn các bạn vài nguyên tắc cơ bản để làm đẹp cho vùng mắt nhé. Có 3 loại thủ thuật được dùng để làm đẹp cho vùng mắt trên là treo chân mày, cắt da thừa mí mắt và nhấn mí mắt. Vậy khi nào thì bạn có thể áp dụng các thủ thuật trên? Thứ nhất, bạn cần xác định tình trạng da dư và mỡ thừa vùng mắt. Ví dụ như mắt bạn là mắt mí lót, một mí có da thừa vùng mắt hay không, mắt có bị bập và mở thừa hay không. Thứ hai, bạn cần xác định giải phẫu học hay cấu trúc vùng ổ mắt của bạn. Ví dụ như bạn sở hữu một đôi mắt ngắn nhỏ, ổ mắt nhỏ, chân mày thấp là những điểm bất lợi để sở hữu một vùng mắt đẹp long lanh. Tôi dùng từ vùng mắt bởi vì đôi mắt đẹp không chỉ ở mí mắt mà là cả một vùng xung quanh. Đây là điều quyết định độ đẹp của đôi mắt sau khi làm thẩm mỹ. Thứ ba, sau khi nhận định xong rồi thì xác định phương pháp có thể được áp dụng. Đối với phương pháp nhấn mí, chỉ được áp dụng khi mắt một mí, mí lót hoặc mí nhỏ mà không có da dư vùng mắt. Khi có da thừa và mở mắt thì bắt buộc phải dùng phương pháp cắt mí mắt. Cắt mắt sẽ loại bỏ được da thừa gây sụp mí và loại bỏ được mỡ thừa vùng mắt. Treo chân mày chỉ có thể được thực hiện khi có dư da vùng đuôi mắt nhiều. Cung chân mày cao và xương cung mày không nhô ra quá nhiều, mí mắt cơ bản to và rõ nét. Sau khi xác định được phương pháp cần thực hiện rồi, thì bạn có thể mong đợi được gì? Câu trả lời như sau. Điều này phụ thuộc rất là nhiều vào cấu trúc giải phẫu cơ bản vùng mắt của bạn. Vấn đề này thì bạn phải đi tư vấn với bác sĩ thực hiện cho bạn thôi. Khi làm đẹp cho đôi mắt không đạt được kết quả như bạn tưởng tượng, phần lớn là do bạn chưa hiểu rõ vấn đề của mình và chọn sai giải pháp, hoặc là đặt kỳ vọng nhiều hơn thực tế có thể đạt được. Và khâu khá quan trọng sau đó là chăm sóc hậu phẫu làm sao cho sẹo đẹp, làm sao cho đôi mắt đẹp lâu, chậm dư da mắt trở lại. Vấn đề này sẽ được trình bày ở các clip sau các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.